Kính thưa quý vị, một chú lạc đà con mới được sinh ra tại vườn sở thú Chapultepec, Mexico City. Vườn thú Chapultepec ở Mexico City hiện đang chào mừng sự ra đời của một chú lạc đà con, một bú, cá thể đầu tiên thuộc loại này được sinh ra tại vườn thú trong suốt 9 năm qua. Sau một thời kỳ thai nghén kéo dài 390 ngày, chú lạc đà con nói trên đã được ra đời vào ngày 5 tháng 4 với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Chú lạc đà này là con của một con lạc đà cái có tên là Sahara và có cân nặng khoảng 24 kg vào thời điểm mới sinh. Hiện nay nó đã lớn hơn một chút và nặng gần gấp đôi so với thời kỳ sơ sinh. Theo giám đốc của vườn thú Chapultepec là ông Juan Arturo Rivera cho biết, chú lạc đà nói trên hiện vẫn đang phải bú sữa bình vì bị lạc đà mẹ ruồng bỏ. Vườn thú Chapultepec đã tổ chức một sự kiện trên mạng Internet để kêu gọi người dân đặt tên cho chú lạc đà nhỏ. Hiện nay, các du khách đang có quyền lựa chọn những cái tên được đề xuất sẵn như Ali, có nghĩa là quý tộc trong tiếng Ả Rập, hoặc Sulik, có nghĩa là gió nhẹ trong tiếng Maya, và cuối cùng là Hadi, có nghĩa là dẫn lối theo tiếng Ả Rập. Theo ông Rivera cho biết, tương lai của chú lạc đà con hiện vẫn chưa được xác định một cách cụ thể. Lạc đà một bú cũng là một loài thuộc giống lạc đà, nhưng có kích cỡ nhỏ hơn và chỉ có một chiếc bú trên lưng. Giống lạc đà này thường sống theo bầy khoảng 30 con và chuyên ăn các loài thực vật nước mặn. Nếu tìm được nguồn nước, chúng có thể uống được đến 100 lít chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ. Để bảo vệ bản thân khỏi những cơn bão cát, lạc đà một bú thường khép chặt lỗ mũi và đôi lông mi giúp chống lại nắng gió sa mạc. Lạc đà là một trong những biểu tượng đặc trưng của nền văn hóa du mục ở châu Phi, châu Á và Trung Đông, giúp cung cấp lương thực, quần áo, nhiên liệu và vận chuyển đồ đạc cho con người. Hiện nay, tại vườn thú Chapultepec đang nuôi dưỡng 3 con lạc đà một bú trưởng thành. Theo dự kiến thì chú lạc đà con sẽ được ra mắt chính thức trước công chúng vào tháng 8 khi mà nó đã phát triển cứng cáp hơn so với hiện nay.